Hello và chào mọi người quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Zuma TV đây. 146.000 người đăng ký, còn 4k nữa thôi là mẹ đạt được 150.000 người đăng ký rồi. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ mẹ để có event tặng kim cương, kết bạn và giao lưu với mọi người nha. Ok thì mọi người ơi, bây giờ mẹ sẽ tặng một event tiếp theo nha. Và câu hỏi của video lần này đó chính là: nam chính tỏ tình, nữ chính ở phút thứ bao nhiêu? Mọi người phải xem từ từ, không có được tua đâu nha thì mới nhận ra được á. Và điều kiện để chơi cái trò chơi này là mọi người đã đăng ký kênh và like cho video này nha. Ok, bây giờ vô xem phim nào. Gì đây, nay chị lại mời mình ta? Hello bạn tôi. Bạn bè gì với mày? Cả tuần không thấy bóng dáng nay lại mời. Thì tao có việc nên mới thế chứ, với lại tao cũng có người để quan tâm mà. Gì? Người để quan tâm? Gì vậy bà nội? Thì là người yêu đó, tao mới quen được xong. Ghê vậy, tao còn chưa có, mày đã có rồi. Đương nhiên rồi, tao đẹp mà, đáng nhẽ phải chụp anh người yêu ý. Thôi xin người, yêu một người thôi má. Yêu nhiều người cùng một lúc miễn là thật lòng. Tao với anh ấy còn định ra mắt bố mẹ, có gì cưới tao mời nhá. Anh mày quen từ bao giờ mà đã cưới rồi? Quen lâu rồi, đêm hôm kia trong huấn luyện, ổng gạ tao. Làm quen được 5 phút thấy hợp nhau phết, thế là yêu thôi. Vai cả trưởng, quen được 5 phút yêu luôn, mà yêu được 2 ngày cái cưới luôn á. EV mày có đùa tao không đó? Thời đại 5.0 này, yêu nhanh hốt nhanh, không con khác cướp có mà chết. Với lại tao với anh ấy yêu nhau lắm, nguyện bên nhau suốt đời mà. Ghê nhở, chúc mày với người yêu mày bên nhau được một tuần nha. Mày nói gì cơ, tao với người yêu tao là real love đó, không phải tình yêu đùa giỡn đâu. À, real love, ok. Mà còn mày sao rồi, yêu ai chưa? Nhìn tao như là lại biết rồi còn phải hỏi, tất nhiên là chưa có ai yêu rồi. Thế mấy anh trai mưa của mày gì đó đâu? Anh trai mưa gì bà nội, ba thằng bạn thân tao đó. Thì bạn thân, mà thân đến đâu rồi, chả phải thịt. Vớ vẩn, bạn thân là bạn thân, có phải lợn đâu mà thịt. Anh người yêu tao xin vô, cho mày gặp mặt luôn nè. Hello anh yêu. Bé yêu của anh đang làm gì vậy? Dạ bé ăn xong, đang đứng nói chuyện với con bạn xíu. Anh có nhớ bé không vợ? Má cơm chó à, ngán quá. Mà trà sữa anh xíu nha bé, bé nhận được chưa? Dạ bé nhận được rồi ạ, à. Ngon lắm anh yêu ơi. Đúng là vị sô-cô-la mà em thích luôn. Ê mày, tao cũng thích sô-cô-la. Thích thì kệ mày, liên quan gì tao. Bé thích gì nữa không? Anh mua cho bé nè. Dạ em thích bánh tráng trộn anh ơi. Ôi mày, tao cũng thích bánh. Thích thì kiếm người yêu đi, bye bye nhá. Kìa, má láo thật dám kích mình. Có người yêu thích vậy sao? Mà mình thấy mấy ông bà yêu nhau xong chia tay kết buồn, rồi lúc nào cũng khóc lóc, khổ lắm. Phương Anh à, để tao xem mày được bao lâu. Mà sau này mấy ông nội kia không mời mình ta. Đấy đấy, vừa nói xong, chào các đồng chí. Sao giờ mới chịu mời tao? Mèo ơi là mèo, ngủ gì ngủ gì lợn vậy mày? Qua thức đêm huấn luyện toàn trai đúng không? Cái gì? Qua tao chơi với chúng mày, để ngủ quên luôn đó. Ha, tao quên mất. Ngủ quên không, mày không nói làm gì. Đây vừa ngủ lại còn vừa ngáy. Đúng lắm lợn hả? Thì ngủ rồi có biết cái gì đâu. Với lại tại chúng mày rủ chơi khuya quá làm gì? Ê bà nội, không biết ai rủ ai nha. Bọn tao đi ngủ rồi mà mày còn gọi điện thoại cho bằng được, dạy chơi game với mày. Thì nhầm được chưa? Nhầm cái gì, xin lỗi đi chứ. Xin lỗi được chưa? Đã xin lỗi còn được chưa, coi bộ muốn kích đây nhở. Kích thì kích, ai sợ. Này nha, tao kích thằng đây. Kích thì kích đi, ai thèm. Qua tao mới quen được cô em này ngon lắm chứ mẹ. Để kích mèo ga của tao. Tao xin lỗi, tao không thể nữa. Nhưng mà giờ cô em đó đang đợi tao mời gọi. Thôi mày ra nha. Vậy thì ra, thế mà bảo chỉ có mỗi mẹ là công chúa thôi. Giờ có công chúa thứ hai rồi bỏ mình. Tức quá à, con nhỏ đó là con nào ta? Chắc hồi lỗi lên mời mình lại đi mà. Chứ thật ra làm gì có con nào. Chết, tao mời nhầm, mèo ơi xin lỗi nha. Định mời cô em kia mà ăn lộn mày. Chúng mày bỏ tao thật sao? Tình bạn mấy lâu nay kết thúc từ đây sao? Thôi toang, con bé nó khóc gì kìa. Bỏ mẹ rồi, thật ra tao giỡn xíu thôi. Làm gì có con nào. Thế là chúng mày lừa tao, gan thật. Ăn thêm gì nữa không, bánh tráng hay gà? Không cần, tao không thèm nhá, dỗi. Trà sữa sô-cô-la full topping. Gà KFC sốt cay. Bánh tráng, khô gà lá chanh. Thật ra là nay tao định giảm cân đấy, mà thôi để mai đi, tí nhớ ship đó. Thế là nhanh, đúng là lợn mà. Gì, nói gì cơ, nói lại nghe coi. Không, giờ vô chơi tới chiến nha. Ok, vô đi mày. Chúng mày cứ liệu hồn đó. Thuần, mày chạy đâu đây, quên nhiệm vụ hả? Đây quân, hạ tim cái đã. Ủa, bộ chúng mày không thả tim không được hả? Tất nhiên là không được rồi. Thả thì thả nhưng mà để sau đi, nó bắn kìa, chạy đi chúng mày. Thằng nào như bắn vậy, láo hả? Mèo, cẩn thận đứng vô đó, đợi tao lên với mày. Thôi không cần đâu, tao tự. Mày bảo lên với tao mà. Đây, tao đây, đừng im đó, cho hỏi đầy máu rồi bắn nghe không? Bắn này từ từ với mày, tí chết lại cáu. Mày cái này tao làm được, chúng mày ngồi chơi xin nước đi. Ảo thật đấy, gáy to chứ chỉ có thể là quang ông bạn tôi thôi. Này chúng mày, tí nhớ xếp đồ ăn để bảo đó nha. Đồ ăn nào cơ? Ủa tao còn nói đồ ăn gì hả? Mày nói gì đấy mèo? Không biết mày là con gái hay lộn nữa mèo à? Nam mày nói cái gì nó lại nghe coi. Anh thấy thôi, không hiểu mập quá, không ai yêu đâu. Đúng rồi đó mèo à. Tao không chơi với chúng mày nữa. Nãy bảo xếp đồ ăn mà giờ nói lại không nhớ cái gì. Đúng là hảo bạn thân mà. Thôi xin lỗi mà, tí ship cho nhá. Ai thèm, tao không cần nữa. Thôi mà, cho xin lỗi đi. Không nghe gì hết. Kìa cẩn thận mèo. Trời ơi là trời, bà bao nhiêu lần rồi? Đừng bắn, phải đặt keo ra, không nó vứt vô đầu ý. Ai cần cho mày cứu? Thôi, tí cho ship cho hiểm cốc trà sữa nữa nha.
không cần. Ờ thế vẫn giận à? Lỡ mà giận là nhìn xấu lắm đó. Nhân mặt nhiều là già nhanh đó nha. Tao không chơi chúng mày nữa. Trà sữa, gà rán, đánh tráng không cần nữa. Bạn bè gì đâu, mình ăn mỗi tí bảo mình béo. Thề không bao giờ chơi với chúng mày nữa đâu. Giờ đi chơi tìm bạn mới. Lên đây chắc nhiều bờ rồ lắm này. Uầy, đúng là trong dự tính của mình toàn các dân chơi. Ui, bạn được kêu qua các bạn với mình kìa. Chắc thiếu một slot nên là cho mình chơi với rồi. Ủa, sao lại cửa cổ? Sao lại khịa mình nữa chứ? À, mà chắc bạn nữ này không... Ủa... Hay là họ trêu mình ta? Ủa... À, chắc chắn biết mình là ai rồi. Xem mấy đứa chúng mày khịa được bao lâu. Thấy mặc đồ bóp nghĩ nghèo hả? Nghĩ đúng rồi đó. Bày đặt lé vào bẫy nữa. À đù, gạ mình solo luôn mới sợ. Tưởng gì solo là chuyện nhỏ. Ok solo, gạ meo chị là xa rồi mấy đứa ơi. Rồi kết bạn. Rồi, con bóp mà chút kéo như đúng rồi ấy nhỉ. Solo thì solo, chứ nghĩ tôi sợ cô á. Ghê nhỉ, solo 44 mày có người không? Có chứ sao không, cô nghĩ tôi là ai? Rồi, kèo là nếu mày thua thì mày phải nạp cho tao 10.000 kim cương. Gì, 10.000 kim cương? Chắc mày không có đâu, nhìn nghèo thế này cơ mà. Nghĩ tôi sợ á, chốt kèo. Ghê, rồi ok chốt. Thôi toan, lỡ bọn tao chốt kèo rồi giờ sao? Lấy người đâu ra giờ, mình có đang giận ba ổng nữa. Giờ xin vô có bị chuyện nó cười không nhở? Ôi dồi ôi, biết gay mà, không phải sống thiếu đồ ăn đâu. Hết giận chưa Lượng ơi. Ủa mày làm sao đây, sao lại khóc? Thôi tao xin lỗi, sao không chia mày hết nữa, đừng khóc mà. Khoan, hình như không phải chuyện đó đâu chúng mày. Ủa thế là chuyện gì, Mèo mày làm sao đây? Đứa này dám mắc nạt mày hả, hay mày bị làm sao, nói tao nghe. Phải nói ra mày biết chứ, đứa nào bắt nạt mày? Nãy vô huấn luyện, còn đứa nào nó khịa tao? Tưởng chuyện gì, đâu đứa nào mời vô đây? Chuyện nhỏ ấy mà. Sao rồi nó gạ tao kèo mày ca kim cương, tao lỡ xuất kèo rồi chúng mày. Ê, chuyện này không phải nhỏ đâu nha. Cái gì, 10k kim cương? Tao xin lỗi, tao không có ý đâu. Không, ý tao là sao nó ra kèo ít thế nhở? Phải tao là chốt kèo 50k kim cương luôn đó. Phải cả trưởng. Không phải solo đâu, mày mời nó vô, tao bắn cho 10k kim cương vô là sao? Không được, thế khác nào mình chịu thua nó. Nam nói đúng đó, giờ gạ thì solo, với lại tao không để yên cho chúng nó được. Mà nó khịa mày như nào Mèo? Nó giơ cái khẩu AK lé vừa 7 rồi nó bảo tao là con bóp. Bọn này láo thật, giờ ra solo, dám khịa bạn tao à? Đúng là không có chuyện gì mà ba ông này không xử lý được. Đỉnh quá người anh em ơi. Sai, động tới ai chứ động tới mày là không xong với bọn tao đâu. Rồi ra tao dọa phòng cho. Trước khi bắn phải làm hủ tục cái đã. Thôi mấy ông nội bắn đi kìa, chúng nó không dễ nhai đâu. Yên tâm, dám khịa mày là xác định với bọn tao rồi. Ok Mèo, bọn này coi bộ không muốn sống nữa rồi. Vì sao mày gắt như vậy quen? Nó bắn Mèo thế chúng mày không phản ứng hả? Đặt lại nó. Bọn này mày cứ để tao. Rồi xong hai em nội cũng hết rồi, còn mỗi con sang lại ba đứa kia đây. Tao tin tưởng mày người anh em. Mèo, đứa nào bắn mày vậy? Coi bộ tao phải mạnh tay hơn với lũ này rồi. Để tao cứu mày, động tới công chúa của bọn tao là dở rồi.
first. Ghê nhở, coi bộ tao đã xem thường mày rồi. Thực hiện kèo đi chứ. Mày nghĩ tao sẽ trả kèo cho mày thật hả? Mày nghĩ là tao sẽ trả cho mày 10.000 kim cương hả? Đúng là con ngu. Ý mày là sao? Là tao không trả kèo đây. Mày làm gì tao? Mày... chỉ có con ngu như nó mới tin thôi. Đúng là mắc cười. Nó là hở cái coi. Ủa, đây là ai? Mới solo trận vừa xong, quên nhanh thế. Thế giờ chúng mày muốn sao? Hây, mấy đứa nghèo. Wow, con gái con đứa ăn nói kiểu này hả? Đấy, nó khỉ mình như nào em? Level 7. Level 7 chứ gì, đơn giản. Thích ngắm nó không cô gái, để anh trang bị thêm. Mày cũng có súng nâng cấp sao? Thế là bạn đã không biết rồi. Nó trả mày kẹo chưa mèo? Nãy nó bảo không trả. Đâu có à? Tí tao rút 10.000 kim cương vô cho mày. Biết điều thế là tốt đó cô gái. Mày cứ đợi đấy mèo à. Đúng là không có chuyện gì mà ba ông bạn mình không xử lý được. Đó, xong rồi nha, lần sau đừng có mà đi gây chuyện nữa. Nó khịa tao chứ bộ, sao cãi kèo tao chứ tao đâu có. Thôi, mày chốt kèo thì mới thế này, chứ còn cãi gì. Thì tình nhắn ship trà sữa đó. Gì, giờ này mà vẫn nhớ đến trà sữa nữa à? Chứ sao, nhớ đó, gà với bánh tráng trộn nữa. Rồi, bạn là nhất, tôi ship cho bạn. Ui, anh áo thẻ vô cùng của một chúng mày ơi. Ui, mặt tim tao nữa kìa. Chụm đầu luôn, ngại quá đi à. Ngại quần què, mày ra nhanh không được chụm đầu với nó. Thì chúng mày cũng phải để tao có người yêu chứ. Không hề nói chuyện với mày nữa, giỏi. Ơ kìa, bảo thấy không chịu ra à. Chụm đầu với anh này thích mà. Thằng này mày được lắm, dỗi, tao còn nói chuyện với mày nữa. Dỗi thì kệ chúng mày chứ, kiếm người yêu bảo nó dỗ đi. Cái gì, mày dám kệ bọn tao á. Coi bộ tao hiền với thằng kia quá rồi chúng mày ạ. Chơi nó không? Chơi, tao hết chịu nổi rồi. Thằng kia mày tránh xa mèo ra, coi chừng tao đó. Thẻ vô cực M1 thì có cái gì? Mèo, mày đứng dậy cho tao. Ai chả, thằng này cũng không ra phết, biết tự đứng dậy luôn. Kìa, chúng mày làm gì đấy? Làm gì là làm gì? Có đó tao phải hỏi mày ý. Chụm đầu với trai, chưa được qua sự cho phép của ông tao. Thằng kia, mày ao nhanh trước khi tao hết kiên nhẫn. Còn đứng đó à? Ao nhanh. Bình tĩnh làm gì cứ lộn hết lên thế? Tao tức rồi nha, bảo mày không nghe hả? Mày bảo sao nó nghe được, ngáo hòa thuận. Tao lộn, nhưng mà nói chung là thằng này hôm nay không xong với tao đâu. Nói thế mà cứ được cái mặt ra, thế lên vào 7 chưa? Tốt đó, cứ còn một chiều ao. Sao cho mày đuổi người ta thế? Còn mày nữa ý, tao chưa xử lý mày đâu. Ủa, tao có biết gì đâu. Giờ nghe đây, ngoại trừ bỏ tao ra thì mày không được chụm đầu hay nói chuyện với bất kỳ thằng con trai nào hết, nghe chưa? Ủa, tại sao? Vô lý, tại sao tao không thể? Vì bọn tao thích mày. Hả? Mày nói gì? Giờ có hai đứa chúng mày ở đây, tao muốn cạnh tranh một cách công bằng nhất. Tao cũng vậy, tao tôn trọng quyết định của Mel. Dù có thế nào thì vẫn mãi mãi là anh em chứ. Đương nhiên rồi. Chúng mày nói nhảm gì đấy? Tao thích mày. Tao thích mày. Và tao cũng thích mày. Cái con què gì ấy? Mẹ chúng mày làm sao đấy? Bỏ tao nói thật, mày suy nghĩ kỹ đi, chỉ được chọn một trong ba. Ngày mai bọn tao muốn nghe câu trả lời của mày. Kìa, sao chúng mày ao hết thế này? Giờ sao, cả ba còn thích mình, sao mà chọn? Rồi mình mời ổng vô đi, tao xử lý cho. Mèo ơi là mèo. Tao nghĩ chúng ta nên là bạn sẽ tốt hơn mèo à. Hả? Ủa, tao chưa kịp nói mà. Ủa, mày bỏ cuộc rồi sao? Không phải tao bỏ cuộc, mà vì tao thấy tao với mày hợp làm bạn hơn. Mày chọn ai cũng được, miễn là chọn người mày thích nha mèo. Tao, Thuận và Quang luôn tôn trọng quyết định của mày. Dù mày có chọn ai thì bọn tao vẫn luôn bên cạnh mày. Cảm ơn mày nha. Ôi, nếu tao mà chưa có cái yêu thì tao cũng hút ông này luôn đó mèo. Bớt lại bà nội ơi. Thật mà, nghe cách nói chuyện là biết trưởng thành rồi. À thôi, tao ra đây để hai đứa kia còn xin vô nhóm. Vậy bye bye mày nha. Nhớ là chọn đúng người mày thích đó. Tao hiểu rồi. Nhớ là tao vẫn luôn bên cạnh mày. Đâu, đứa thứ hai đâu? Đây, xin vô rồi đây, mày chuẩn bị nha. Mèo ơi là mèo, sao mày bẩn dữ vậy? Cái tắc đi từng trời, sao không thèm giặt là sao? Hả, cái tắc không giặt. Xin lỗi vì tao đã giấu mày, Thuận à. Mấy ngày chưa tắm rồi mèo? Mới có tuần chứ nhiều. Cái gì một tuần không tắm? Thuận, mày xin vô đây có chuyện gì không? Nên tao xin vô để nói với mày, tao sắp sang Mỹ du học rồi. Mày đợi tao về được không mèo? Thanh xuân của con gái ngắn lắm mày ơi, sao mà chờ bạn được? Đó nên chắc là mày hợp với Quang hơn. Xin lỗi vì tao không thể ở gần mày nữa. Nhưng tao vẫn chơi game với mày bình thường, chứ đừng nghĩ là tao ghét mày khi có những khuyết điểm kia. Tao cảm ơn nha. Nè, tao vô nói mày vậy thôi, chứ Quang nào cũng thích mày lâu rồi. Tao nghĩ nên cho nó một cơ hội. Tao... vậy nha, tao ra để Quang nó vào. Ôi, sao mày có những người bạn tốt vậy mèo? Thôi giờ tao ra Quang gọi, mày chơi với người yêu mày đi nhá. Đấy, bỏ bạn thế đấy. Thôi mà, khi nào cưới nhớ mời tao đấy. Rồi, ok luôn. Anh đợi hơi bị lâu rồi đó nha. Nhưng mà mày có chắc? Sao lại xưng mày? Chắc chắn thì đương nhiên rồi, vì anh chỉ yêu mình bấy Mèo thôi. Mày, quên, anh thích em lâu chưa? Nào, có nhanh không? Không anh bây giờ anh nha. Khoan, từ từ, phải để người ta nghĩ đã chứ. Nghĩ nhiều làm gì? Anh yêu em. Đồng ý làm người yêu anh nha. Nhưng mà... anh không biết, giờ em là của anh, của Quang này.